Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, trách nhiệm của mỗi đảng viên và mỗi người dân là tỉnh táo trước thông tin trên mạng, biết phát hiện tin giả, nhận diện âm mưu chống phá của các đối tượng bất mãn cơ hội chính trị thù địch, cảnh giác trước âm mưu phá hoại tổ chức đảng từ bên trong, thực hiện tốt điều đó và làm tốt bảo vệ chính trị nội bộ là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội 13 của đảng. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Đại hội 13 và những điều cần quan tâm của Đông An. Một sự kiện trọng đại đang nổi bật trong đời sống chính trị của Việt Nam là Đại hội Đảng bộ các cấp vừa xong và Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang rất gần. Hiện nay, các dự thảo nội dung văn kiện Đại hội 13 đã được công bố trên các phương tiện truyền thông để mọi người góp ý, thì có một số đối tượng ra sức gieo rắc tư tưởng hoài nghi chống phá đảng, nhà nước bằng cách phủ nhận thành tựu và kết quả công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự với những luận điệu tinh vi, thiếu tính xây dựng, nguy hiểm hơn là những luận điệu khuếch đại những vấn đề còn tồn tại ở bất cứ đất nước nào, đối với bất cứ nhà nước nào, như vấn đề xử lý tham nhũng, đối mặt, thiên tai. Chúng đổ hết các tội từ A đến Z cho đảng cầm quyền. Mục đích của những luận điệu này hòng làm suy giảm niềm tin của xã hội với đảng, nhà nước và phủ nhận, phá hoại con đường phát triển xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Với mũi tập trung tấn công vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tư cách là nền tảng tư tưởng của đảng, những kẻ cơ hội chính trị phản động, thù địch tung ra đủ thứ quan điểm lý luận, phê phán cương lĩnh, xuyên tạc các nội dung trong dự thảo văn kiện Đại hội 13, phủ nhận những điểm mới so với các kỳ đại hội trước như vấn đề kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, mục tiêu quan điểm phát triển, các giải pháp đột phá. Chúng cũng chẳng ngại gia tăng cho nhiều mắm muối để xuyên tạc bôi thêm cho nhỏ, phủ màu cho tình hình đất nước càng khác với sự thật, càng đúng ý chúng, thổi phồng những hạn chế yếu kém trong phát triển kinh tế xã hội, rồi quy kết tất cả là do thể chế chính trị và vai trò lãnh đạo của đảng. Từ đó, đòi đi tìm chủ thuyết mới, đường lối sáng suốt hay triết lý phát triển, đòi thay đổi đường lối phát triển đất nước một cách kiên quyết nhưng ôn hòa. Ở góc độ khác, một số bậc trí thức lại làm như hiểu và kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi hỏi phải nói đúng đạo của Hồ, nói đúng tiếng nói của dân, của trời đất, cho rằng không nên xác định mục tiêu của đảng là thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản, mà phải đặt mục tiêu phấn đấu là một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Thực tế thì, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nói về mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa và xã hội xã hội chủ nghĩa là phải làm cho nước được độc lập, dân được làm chủ, tự do làm ăn, học hành, tức là phải làm cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng dân chủ, đem lại quyền dân chủ tự do cho mọi tầng lớp nhân dân. Và điều kiện trước hết là phải có đảng cách mạng trong sạch vững mạnh để lãnh đạo xây dựng nhà nước vì dân, do dân và để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Những nội hàm này đều thuộc về bản chất của xã hội xã hội chủ nghĩa. Về nhân sự, các đối tượng tập trung phê phán quy chế bầu cử trong đảng, xuyên tạc công tác cán bộ của đảng, cho rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, thực chất chỉ là đấu đá nội bộ. Chúng dựng lên câu chuyện thông tin nội bộ nhằm gây nhiễu loạn thông tin, khoét sâu những bức xúc của cán bộ, đảng viên, nhân dân trước tình trạng một số bộ phận lãnh đạo các cấp tham nhũng tiêu cực, thổi phồng những bất cập trong công tác cán bộ ở một số địa phương để quy chụp suy diễn, hòng làm mất niềm tin của người dân vào công tác tổ chức và cán bộ của đảng, nhà nước. Lợi dụng hội nghị Trung ương 13, các trang của tổ chức Việt Tân và tổ chức Chống Phá đã đăng tải các bài viết clip dạng như tiết lộ danh sách ứng viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư sẽ đưa ra tại hội nghị 13, đăng phát nhiều tin bài nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của đảng, nhà nước, rêu rao hội nghị Trung ương 13 sẽ đấu đá khốc liệt, khó mà hoàn thiện công tác nhân sự. Chúng biết nội dung nhân sự dù bịa đặt nhưng vẫn có người do tò mò hiếu kỳ đã phát tán câu view, trong khi sự thật là công tác nhân sự Đại hội 13 đã được chuẩn bị dài hơi, bài bản, công phu, khoa học. Kết quả phương án nhân sự đề xuất tại Hội nghị Trung ương 13 đã được đồng tình đánh giá tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm, xây dựng và thống nhất cao của Trung ương Đảng. Càng tiến tới Đại hội 13 của Đảng thì những hoạt động này diễn ra hết sức phức tạp, có đến hàng nghìn trang ở trên mạng xã hội và các kênh YouTube, đặc biệt như Việt Tân phát tán hàng nghìn clip liên quan đến hoạt động Đại hội Đảng bộ các cấp để chuyên truyền xuyên tạc, bẻ cong sự thật, khuếch đại sơ hở, thậm chí bịa đặt quy kết,
từ thành công biến thành tội đồ, điển hình như chúng biến kết quả của công tác phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm vi phạm thành kiểu đấu đá, triệt hạ. Những luận điệu trên của các đối tượng không mới nhưng lại được thường xuyên phát tán hàng ngày, hàng giờ trên không gian mạng với những kỹ xảo thông tin và công nghệ tinh vi, được sự a dua vào hùa, chia sẻ phát tán của một số cán bộ đảng viên, nhà báo biến chất, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lợi dụng danh nghĩa góp ý, kiến nghị trách nhiệm, tâm huyết với đảng, nhà nước nên hết sức độc hại, gây nghi ngờ, phân tâm trong nội bộ và xã hội. Tại không ít địa phương có tình trạng một số đối tượng đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo địa phương trên mạng của Việt Tân. Theo đó, có một số báo chí nước ngoài, thậm chí có cả những trang báo trong nước cùng hàng chục tài khoản Facebook cá nhân ở Bắc Giang, Bình Thuận, Đắk Lắk đã đăng tải chia sẻ lại những bài viết sai trái đó, gây kích động, làm phức tạp dư luận ở địa phương. Thực tế cho thấy, càng ngày không gian cho những đối tượng này sẽ càng hẹp và chúng sẽ hết cửa khi không còn ai tin và bị xử lý nghiêm. Đối với các chủ tài khoản và các tác giả đăng tin sai sự thật trong nước, cơ quan chức năng đã thăm hỏi, mời gọi, đối thoại, xử lý và sau đó nhiều người trong họ nhận thức ra sai lầm khi tiếp tay cho thông tin xấu, tự nguyện gỡ bỏ nội dung sai trái. Số cố tình chống phá thì phải nhận bản án xứng đáng. Trong 8 tháng đầu năm 2020, cơ quan chức năng đã yêu cầu xử lý hàng nghìn bài viết video có nội dung sai sự thật, xấu độc, thù địch chính trị. Song so với kỳ đại hội trước, 80% thông tin xấu độc đã bị dẹp bỏ. Cơ quan chức năng dự báo càng gần đến thời điểm diễn ra đại hội toàn quốc lần thứ 13, việc phát tán thông tin xấu độc về nhân sự sẽ diễn ra với mật độ dày hơn, thủ đoạn ngày càng độc hại và tinh vi. Trước hết, cần phải thấy rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan đơn vị, chú ý xử lý kịp thời đối với những nơi đang có tình hình phức tạp về an ninh trật tự, nội bộ mất đoàn kết hoặc có vụ án, vụ việc, điều tra, khởi tố đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra mà dư luận quan tâm. Hai là cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời thường xuyên về các vấn đề sự kiện chính trị liên quan tới đại hội 13 của đảng, bảo đảm định hướng thông tin chuẩn xác, tăng cường các tuyến bài tích cực, tin bài hay, thuyết phục bảo vệ quan điểm của đảng, nhà nước, bẻ gãy các quan điểm sai trái liên quan đến đại hội, kiên quyết đấu tranh vô hiệu hóa các luận điệu tin bài bịa đặt, nói xấu, phá hoại. Ba là tiếp tục làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến tiêu chuẩn nhân sự của đại hội theo quy định, bảo đảm khách quan, toàn diện, tin cậy, khoa học, đồng thời không để tác động chi phối bởi những thông tin không chính thức, tin giả bịa đặt. Trách nhiệm của mỗi đảng viên và mỗi người dân là tỉnh táo trước thông tin trên mạng, biết phát hiện tin giả, nhận diện âm mưu chống phá của các đối tượng bất mãn cơ hội chính trị, thù địch, cảnh giác trước âm mưu phá hoại tổ chức đảng từ bên trong, thực hiện tốt điều đó và làm tốt bảo vệ chính trị nội bộ là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công đại hội 13 của đảng.